cuộc đời có màu xám, xám đậm ấy. Bởi vì chiến tranh và xung đột và kẻ xấu thì thường chiến thắng. Thế nên bạn phải tìm sự an ủi từ những điều nhỏ nhất. Có những tiếng la hét, nạn trộm cắp, những khoản vay phải trả. Nhưng đó là chuyện của người lớn, còn bạn vẫn chỉ là trẻ con thôi. Xã hội đang ngày một suy thoái, môi trường đang bị đe dọa và có thể không bao giờ hồi phục được. Nhưng ít nhất đứa trẻ xấu bụng luôn gây khó dễ cho bạn đã bị trừng phạt và điều đó khiến bạn cười. Tương lai thật ảm đạm. Ánh sáng ở phía chân trời mới mờ mịt làm sao. Nhưng bạn chỉ là trẻ con và cuộc đời còn rất dài, không như những cụ già 90 tuổi bị cúm gia cầm. Cuộc đời không hoàn hảo. Phần nào đó thì ổn, nhưng phần lớn thì tệ hại. Cuộc đời không hoàn hảo. Bạn phải tìm ra những điều tốt đẹp. Bạn càng cố gắng thì mọi thứ càng có vẻ tệ hơn. Đọc bản tin có thể làm bạn vã mồ hôi. Nhưng đó là cuộc đời và bạn phải chấp nhận. Không có nhiều điều đáng để nói để giúp bạn phấn chấn hơn. Làm sao những lời đó có thể khiến tôi thấy thoải mái hơn được? Cuộc đời tôi dần hé lộ như sợi len kéo ra từ chiếc áo. Tương lai của tôi không có mặt trời, chỉ toàn một màu xám ảm đạm. Vì sao tôi lại không được phép cảm thấy buồn chứ? Bởi vì nếu bạn dừng lại giữa lưng chừng núi, bạn sẽ không thể thấy được cảnh vật. Nếu bạn nhìn xem mình đã đi bao xa, bạn sẽ có dũng khí để bước tiếp. Bạn đang tự hỏi làm sao để đối mặt với tất cả những chuyện này ư? Vậy thì hãy nhớ lại một ký ức tuyệt vời. Hãy tiếp tục đi theo ánh sáng dù có đau đớn đến thế nào. Vì thế giới buồn chán này sẽ cần hy vọng của bạn để sửa lại khi nó sụp đổ. Sẽ có lúc bạn không chịu nổi nữa và muốn kết thúc mọi thứ. Hãy nắm lấy tay tôi và bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này tươi đẹp biết bao.